Người truyền lửa đam mê, sinh năm 1950 tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, là một doanh nhân tiêu biểu của địa phương này và gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Ông từng chia sẻ mình và mảnh đất quê hương Ninh Bình có duyên với nhau. Bởi vậy, sau bao năm lăn lộn thương trường, ông lại trở về chính mảnh đất quê hương để dựng cơ đồ. Năm 1976, ông thành lập tổ hợp xây dựng Bình Minh. Bước ngoặt đến vào năm 92 khi tỉnh Ninh Bình được tái lập, ông phát triển tổ hợp thành xí nghiệp xây dựng và cung ứng vật tư Xuân Thành, liên tục phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực và chính thức có tên gọi là Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành vào năm 2009. Từ một xí nghiệp nhỏ bé về quy mô, thiết bị máy móc lạc hậu, đời sống cán bộ nhân viên khó khăn, đã trở thành một tập đoàn kinh tế đa ngành với hơn 30 công ty thành viên, tạo việc làm cho hơn 15.000 lao động. Thật khó tin vào những gì ông đã làm được. Những công trình của ông còn góp phần thay đổi diện mạo của tỉnh Ninh Bình như nhà thi đấu thể dục thể thao, bệnh viện đa khoa, nhà máy xử lý chất thải rắn, bệnh viện sản nhi, công trình đê tả sông Hoàng Long, trụ sở liên cơ quan tỉnh ủy. Với mong muốn truyền lửa đam mê và đồng hành cùng thế hệ doanh nhân trẻ, hiện ông còn là chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình. Ông còn rất thành công khi có 7 người con đều là những doanh nhân thành đạt, trong đó nổi bật nhất là doanh nhân Nguyễn Đức Thụy, còn gọi là Bầu Thụy, hiện nối nghiệp ông tại tập đoàn Xuân Thành, nay đổi thành Thái Group. Và nhân vật mà chúng tôi đang nói tới đó là doanh nhân Nguyễn Xuân Thành.